Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là sự kiện sân cỏ rực lửa. Từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 chúng ta có thể chơi sự kiện này. Nói chung là cái thời gian diễn ra cũng rất là lâu. Thường những cái sự kiện mà diễn ra lâu thì nó không gọi là quá cháy. Nhưng cũng 3 ngày chưa gặp lại anh em, chắc là tôi cũng sẽ phá sạch với 15.000 FC. Thì anh em mình hãy cùng theo chân tôi để xem là với 15.000 FC liệu chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền. Được chưa ạ? Rồi, tôi chơi thử lượt đầu ấy nhá, xem là full là tầm bao nhiêu nha anh em nhá. Xem 15.000 có đủ không đã. Không thì chúng ta sẽ xem là 15.000 sẽ được tổng là bao nhiêu. Rồi. Rồi, ok, được rồi đấy nhá. Tôi quay sạch rồi anh em ơi. FC giờ tôi chỉ còn tầm hơn 100 FC thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhận nha. Tổng số lượt sút chỉ có 891 à? Chưa full được vòng à? Full vòng thì 1.000 lượt cơ. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được từ gói này anh em ạ. Đúng đủ gói này, vẫn còn thiếu một chút để nhận cái gói này nữa. À, 7 lần chơi miễn phí nữa nhỉ? Quên. Tiếp, để lốt đi anh em ơi. 7 lần miễn phí luôn đi. Chơi sạch đã nhá. Cạn bình luôn anh ạ, chơi cạn bình luôn. Thôi cứ từ từ nhá, anh em mình cứ chơi đến tầm 900 thôi nhá. Mai để tôi tính tiếp, rồi tôi làm tí sự kiện nốt để kết hợp với ngày mai. Rồi, ok, 898 nhá. Bây giờ anh em mình sẽ chọn này. Gói cộng 8, gói icon hay là gói CC chỉ định nhờ. CC chỉ định này chỉ là thẻ cộng 1 thôi à. Ở đây là từ 6 tới 8. Tôi nghĩ là chúng ta lên làm quả cộng 8 đấy nhờ. CC top 30 chỉ định à. Cộng 8 à. Tôi đang nghiêng về cái phương án mình lấy cộng 8 đấy nhá. Thôi lấy CC săn xe 7 nhá. Ok. Lấy CC săn xe 7 phát cho nó led. Rồi, tiếp tục đến gói này. Chúng ta có HG chỉ định top 50. Và ở đây thì sẽ là gói từ 5 tới 8. Và một gói là icon. Mẹ lo nhờ. 5 tới 8 cơ à. HG đi à. Rồi HG đi. Cảm giác cộng 5 ổn hơn, mấy thằng này cộng 8 nó cứ thế néo nào ạ. Cộng 5 tới cộng 8 thì khả năng tôi ra cộng 6 lắm. Thôi lấy HG chắc cái bài nhá. Rồi bây giờ sẽ là cộng 8 này. Chúng ta có CC 106 và cộng 8 tương đối nhiều những mùa giải anh em mình bú được nhá. Cái kỳ vọng là chúng ta sẽ ra được khá là ngon. Ui, gói này nghe mê nhờ. LH chỉ định top 20, MC chỉ định top 50 hay là VTA chỉ định top 20 đây. Chắc là VTA mình sẽ không lấy rồi. Chỉ lấy một là LH, hai là MC mà thôi. MC à? Ok, chốt quả MC nghe theo anh em này. Cái đó chúng ta sẽ có gói Chelsea Liver, gói Icon và gói BOE. Cũng là 101 cộng, khả năng lấy gói này nghe ngon đấy. Con này ổn anh em nhá. Kỳ vọng là chúng ta sẽ có một con rút gulit. Mê luôn mà. Tiếp tục sẽ là gói LL hay là gói FFBTB Cup nhỉ. Gói này là 100 cộng và gói này là 101 cộng. LOL liệu có ngon hơn không nhỉ? Gói nào? Trái phải anh em. BTB đi. Có vẻ là anh em đang mê của BTB hơn đấy nhở. Có Rondo à? Ok đúng. Cái kỳ vọng là anh em mình ra được Rondo một trong ba mùa giải đấy là nét luôn mà. Ổn nhá. Kế đó chúng ta sẽ có gói Chelsea, gói Cup và gói Real Madrid chỉ định cộng 6 à. Cái gói này khó chọn nhở. Cup 8 à. Cup lởm thôi bỏ nhá. Thôi lấy gói Chen đi. Lấy gói Real Madrid thử à. Real Madrid thì mình lấy con gì cộng 6. Lấy mẹ Chen đi anh em ơi. Một lựa chọn bất ngờ luôn nhá. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ có là Vietnam Best, EBS và FA. FA à? Vietnam Best thôi. Vietnam Best chọn làm gì. Vietnam Best ảo giá lắm. FA cho lạ đi. Rồi FA đi anh em ơi. Tôi cũng ít có cầu thủ FA. Tôi nghĩ là lấy quả FA được đấy. Hai gói kia toàn min thôi à? Ok. Rồi làm quả FA nhá. Gói này để mai mình xử lốt vậy. Quay đúng là tầm khoảng 900 vòng. Còn 100 vòng nữa anh em nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các gói cầu thủ để xem là chúng ta sẽ nhận được gì với 15.000 FC. Rồi ok nhá. Nhận hết về rồi anh em, nhận hết về rồi. Rồi chúng ta sẽ mở BP trước nhá. Chúng ta sẽ mở BP trước đi.
xem nào, cứ mở hết đi các bạn nhé, cứ mở hết đi đã nhé. Ok, rồi xem được bao nhiêu BP tươi nhá. Rồi, chúng ta sẽ có 1630 tỷ, tức là mình sẽ có đâu đó khoảng 613 tỷ BP tươi các bạn ạ, hơn 600 tỷ BP tươi. Và bây giờ là những gói thẻ. Rồi, bắt đầu thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những gói xịn sò đầu tiên. Làm của HG này xúc miệng cái nhé, mồi mồi tí nhá, nhả nhớn tí. Anh ơi, build team quanh Ronaldinho à? Ronaldinho thì cũng nhiều đấy. Rồi đây, chúng ta sẽ đến với gói VTA cộng 8 hoặc là cộng 5. Đó, bú luôn nhá. Tiêu chí nghe hơi hơi căng nhở, có tiêu chí nghe hơi căng đấy. Thủ tôi nó đen anh em ạ, mẹ chọn từ 5 đến 8 thì toàn ra cộng 5 thôi. Chà bố, thằng này Mina này, thằng ôn này mà ra cộng 8 thì cũng không đâu với đâu cả. Ơi là quả con CC từ 3 đến 5 này đi thế nào? CC từ 3 đến 5 thế nào? Hay anh build đường quanh Bailey, Bailey vừa có xong. Ủa, Patricio à? 2 tỷ. Rồi bú tạm đây nào. Ở đợt này anh sủi hơi lâu, thực ra là anh cũng thông báo anh em đấy, cuối tuần là tôi đi chơi, hôm qua tôi về tôi định like nhưng mà tôi mệt quá đéo like nổi. Xin lỗi anh em nhá. Ủa, con này 107 mà 110 mà có 1 tỷ à? Chưa đầy 1 tỷ à? Khó nhở. Nghe có vẻ hơi tịt không ạ? Gói thẻ này nghe căng quá nhở. Mở gói FC này, mở mồi lốt gói này em nhá, mồi mồi lốt gói này thôi. Sau đó anh em mình vào kèo chính. Đây, mở cái gói này xem liệu ra được một thằng FC không. Liệu ra được một thằng FC không? Mẹ, cái thằng nào đấy? Losilan này thì chịu rồi. Rồi ok nha, bắt đầu vào những cái gói ngon đây anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ đến gói cap. Nói chung là một cái lô thẻ 96 cộng cộng 8, 96 mà cộng thêm với 15 điểm chỉ số là 111 là min. Tôi không bao giờ mở min. Nói chung là như vậy nhá, không bao giờ là mở min. 114 mà lại có 3 tỷ á? Cái gì vậy trời? Sao mở thẻ nó đen thế nhở? Không min nhưng mà 3 tỷ. Cay thế nhở, 3 tỷ bằng nó bèo bọt vậy trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với HG chỉ định này trước nhá. Gói này là gói mồi trước, sau đó chúng ta sẽ đến với các gói thẻ còn lại. Gói này chắc đéo cần phải ấy đâu nhở anh em nhở, chắc đéo cần phải làm gì đâu nhở, bú luôn nhở. Va luôn chứ còn gì nữa, va luôn chứ còn gì nữa. Mình xin nhẹ một con lửa. Ý thằng Donnarumma này đau thế nhở. Anh sẽ lên sớm em dài nhá, mấy hôm anh nghỉ anh lên thì đéo được. Vai bìu à, 50 chỉ định mà lại ra thằng thủ môn này à. Rồi 101 cộng cộng 8, min là 116. Và tính tôi không bao giờ muốn mở min. Bú. Và đây là 120 dành tặng cho tất cả các em đang xem buổi live này. Lửa Đan Mạch. Thằng Nidmanen à? Hay là thằng nào vậy? Nidmanen ư? Trời ơi, min luôn à? Đau thế nhở? Nidmanen nghe cái cờ này đã xấu con mẹ rồi. Cái cờ gì nhở? Cờ Phần Lan ạ. À. Chịu rồi, Phần Lan thì chịu rồi. Rồi, bây giờ vã con CC chỉ định này. À, con xe chỉ định này thì cũng cố mà lặn ra con Ronaldo thôi anh em ơi. Cố lặn Ronaldo, Messi, Zidane thôi nhá. Không cần phải lọc. Xin nhẹ một con xe là 7. Quả này mà lửa ra cờ bồ là chơi bú. Đéo có lửa thì ra ai vậy? Ui, Paolo Maldini à? Maldini chưa được 10 tỷ. Ok, con Maldini này nghe cứng đòn đấy chứ. Rồi, tiếp đó thì chúng ta sẽ làm một vài con của mùa Chelsea này đi. Chelsea 101 cộng, min là 116. Và tính tôi không bao giờ thích mở min. Có lửa là bú. Rồi xin nhẹ cái lửa đã rồi đọc cái lệnh. Lửa. Đúng rồi. Sứ quen à? Tiền đạo Iron Rod Liver rồi. Rod. Cái thằng Rod này sao lại 10 tỷ nhờ?
là 116 và tính tôi không bao giờ thích mở min. Cái gì mà ai? Cuộc đời kìa, cái sự kiện kìa. Min luôn 10 tỷ một cha bố mày, 10 tỷ một con lửa. Sao mày không 9 tỷ để đéo lửa cho bố mày mừng ngay 10 tỷ lửa luôn thề. Cày giàu thế nhở? 10 tỷ luôn thề các bạn. Đau nhở, min của tiền còn min của mẹ mày chỉ số nữa luôn thề anh em. Số tôi nó đen thế trời. Rồi chúng ta vẫn còn cơ hội để gỡ anh em ạ. Nếu như đây là một con rút gulit thì chúng ta vẫn có thể làm được. Và chúng ta vẫn có thể về bờ được anh em ạ. Vẫn có thể về được an toàn được. Nếu đây là một rút gulit. Và tôi không nói đi anh em cái điều gì, rút gulit sẽ xuất hiện ngay sau đây thôi. Tin chuẩn rút gulit. Lửa. Lửa rồi, Hà Lan. Tuyển Anh. Đâu vậy cánh trái nữa, trời ơi. Tưởng là phanh Nam Park thì còn đỡ chứ. Đéo vẽ này thì 180 à. Đau nhỏ, tưởng Nam Park cơ thể với anh em. Con này thì chơi cái đéo gì. Được cái chỉ số này để làm phôi thôi. Rồi ok anh em ơi, mình vẫn còn hai cái cơ hội nữa. Là MC chỉ định và FA chỉ định nữa. Vào. Ok, gói này có cần phải mồi không nhờ? Thôi đéo phải mồi đâu các ông ơi, đéo phải mồi làm cái đéo gì đâu, bú luôn đi, vào luôn đi. Xanh chín luôn nhá. Nếu đây là một con CR7 hoặc chí ít là một con rô béo hoặc bút gulit là bú. Không bao giờ nói điều anh em cái điều gì. Không cần lọc. Được chưa? Lửa chưa? Italy à? Mày còn thủ môn nữa. Về, ok, cảm ơn em trai nhá. Chắc là bị làm sao ấy. Lại thủ môn ạ, hai con thủ môn người Ý rồi. Trời ơi, bọn mày ám tao nó vừa thôi. Tôi bao giờ gọi book phone đâu mà. Nó ác với tôi quá nhở. Một là thủ môn, hai là phôi, thế mới đau không. Sự kiện này ai dám chơi à. Còn đúng một cơ hội cuối. Còn đúng một cơ hội cuối để về bờ. Để tôi ngó xem nào, FA cộng 8 con nào đắt nhất. Đầy rồi, 3.000 tỷ à. Nó đấy. Nó là của tôi đấy. Một là Ibrahimovic, hai là Robert Lewandowski. Được chưa anh em? Mục tiêu đã có nhá. Rồi ra xem nào. Ui mẹ, cái gói này nghe cũng căng đấy. Xong gói này có khoảng 99 ở đây à. 1 hour later. Rồi, tôi ra xa đảo lắm rồi đấy. Xa, rất xa rồi. Cho tôi một comment cầu thủ các bạn muốn ra đi. Tôi chỉ cần một là Ibrahimovic và hai là Robert Lewandowski. Hoặc là nếu như mở gói này ra con nào thì có thể build xung quanh nó làm nhân vật chính cũng được nhá. Rồi, thời khắc cuối cùng để về bờ đã đến. Gói FA chỉ định top 70 cộng 8 sẽ xuất hiện ngay đây thôi. Và chúng ta sẽ có kết quả. Tin chuẩn cho anh em là một trong hai tiền đạo. Đừng nói nó nữa, xin anh em đấy. Mở ra Donnarumma tôi xóa luôn đấy, trời. Rồi, chúng ta sẽ xem nào. Một là Ibrahim, hai là Lewandowski. Pháp. Chết mẹ rồi, Rabiot à, hay là Pogba. Pogba. Mẹ thằng chó này, tôi vừa cho nó vào luôn thề. Rồi sao không phải là Pogba vậy trời. Ơi, trầm cảm luôn ý, thề với anh em. Ơi đau. Trời ơi, nửa nghìn tỷ của tôi. Nửa nghìn tỷ của tôi đổ xuống sông xuống biển luôn thề. Pogba này vào tôi đá tim mẫu ngon luôn mà. Sao lại ra thằng Pogba da trắng Rabiot nhở. Đen thế, em lại đen quá trời luôn ý, thề với anh em. 15.000 em sẽ đổ xuống sông xuống biển luôn mà. Sẽ nào, tổng kết lại nào. Dù gì cũng phải tổng cái kết cho anh em biết. BP tươi là khoảng 620 tỷ. Những cầu thủ mở ra này, Agnico lại còn min nữa. Trời ơi, 106. Buffon 102 là 208. Nidman nền 100. 308. Rabiot 70. Thôi con này lên giá tầm 80 là 406. Donnarumma, ok cho thằng ấy 40.
là 500. Iron rất ảo giá. Để làm phôi mà nếu không làm phôi 116 chắc tầm khoảng 560. Mẹ ơi, cộng lại được có 1.000 tỷ thôi à. Ít thế.